Câu chuyện vĩ nhân. Chú bé biết giữ tâm không oán giận. Một hôm, chú tiểu Rahula đi theo sư huynh ra ngoài để khất thực. Khất thực là đi xin thức ăn, mục đích để giúp người tu sĩ giảm lòng kiêu ngạo cũng như kết nối với mọi người để có thể chia sẻ chân lý, đồng thời cũng giúp người cho khởi lên lòng từ bi của mình. Trên đường đi, gặp một gã lưu manh, hắn lấy cát ném vào bát của vị sư huynh và còn lấy gậy đánh lên đầu của Rahula. Rahula bị thương, máu nhỏ xuống áo. Gã thấy vậy, không những không biết lỗi mà còn chửi: mấy tên chọc đầu chỉ biết xin ăn, cứ xưng là từ bi nhẫn nhục, ta đánh lỗ đầu các ngươi, xem thử làm gì được ta. Rahula lấy nước rửa sạch vết thương, xé chút vải băng lại. Sau đó, cả hai huynh đệ nhớ lại thầy Buddha đã dạy: nhiều người vì thiếu hiểu biết nên gây ra khổ đau cho người khác và cho chính mình. Các con hãy thật kiên nhẫn, thương xót họ và đừng sinh thêm bất cứ phiền giận gì. Có như vậy, oán thù mới được hóa giải. Có thể chưa phải bây giờ, nhưng ngay lúc này, các con đã là một tấm gương sáng về lòng từ bi kiên nhẫn rồi. Hai huynh đệ hiểu ra vấn đề nên vẫn im lặng, nhìn nhau rồi bình thản tiếp tục đi. Gã lưu manh ấy bối rối, đứng thẳng người ra, vì từ trước đến giờ, hắn chưa từng gặp ai lại mạnh mẽ đến như vậy. Qua câu chuyện trên, chúng ta rút ra được bài học rằng sức mạnh thật sự không phải nằm ở gươm đao, gậy gộc, cũng không phải nằm ở thái độ hung hăng lấn lướt, mà sức mạnh thật sự nằm ở tấm lòng bao dung, độ lượng, sự kham nhẫn và bình thản trước những nghịch cảnh cuộc đời. Nhìn sâu vào nhân quả của câu chuyện, chúng ta thấy được gì nào? Thương xót người có lỗi với mình, tấm lòng rộng lớn, luôn bình an, tự do trong tâm. Kiên nhẫn trước nghịch cảnh, nội tâm mạnh mẽ, nghị lực phi thường. Chúng ta cùng ôn lại câu chuyện qua các câu hỏi tư duy sau đây nhé. Câu 1. Ý nghĩa việc khất thực của các thầy tu là gì? Câu 2. Vì sao tên lưu manh lại bối rối và thẩn người ra? Câu 3. Như thế nào mới là một người mạnh mẽ thật sự? Các bạn thấy câu chuyện của ngày hôm nay như thế nào? Nếu bạn thấy bản thân nhận được điều gì bổ ích từ những câu chuyện này thì hãy cho chúng mình biết trong phần bình luận phía dưới nha. Nào, hãy cùng chúng mình lan tỏa bộ truyện tranh Gieo hạt cùng vĩ nhân để nhiều trẻ em trên khắp đất nước Việt Nam đều có sách hay và bổ ích để đọc các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong câu chuyện tiếp theo.